Xin chào các bác, để phục vụ các bác trong những dịp cuối năm này, trong cái việc trang trí không gian phòng khách, đặc biệt là khu vực bàn làm việc, thì bên cửa hàng đồng hồ Vang Vọng lại tiếp tục đưa lên sóng và giới thiệu với các bác những mẫu vai bò đã được chọn lựa và tuyển chọn rất là kỹ càng, và nó mang những dáng vẻ đặc biệt để các bác có thể là sưu tầm, để góp thêm vào cái bộ sưu tập của không gian đồng hồ cổ nhà mình, và đặc biệt hơn là cùng với gia đình thưởng thức vẻ đẹp do người phương Tây thiết kế nên. Đặc biệt hơn là chúng ta sẽ được thưởng thức âm thanh của bản Westminster 15 phút điểm một lần, với một âm thanh rất là ngân vang của bản Westminster truyền thống. Và cái chiếc đồng hồ vai bò em đang giới thiệu đến các bác đây, nó đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng của người Đức, đó là thương hiệu Super Anker. Và cái chiếc vai bò em đang giới thiệu thì nó mang một dáng vẻ rất là đặc biệt, đúng không các bác? Em hay ví đây là dáng của một siêu xe. Các bác có thể nhìn đây, uốn lượn, hai bên cánh uốn lượn này, ở giữa chúng ta sẽ có một hình bầu gần như hình mặt người, và với một cái mặt số là mặt số nổi vàng các bác nhé, mặt số nổi vàng kim vàng đây. Ở đây chúng ta sẽ có logo thương hiệu là Super Anker, kim vàng này, số vàng trên nền xám bạc rất là nổi bật, đúng không ạ? Còn có cả chế độ tắt chuông các bác này, hiện tại em đang để ở chế độ đánh chuông nhé, các bác không muốn nghe thì các bác cạt xuống chế độ tắt chuông cho em. Ký hiệu tên bản nhạc. Và cái chiếc vai bò em đang giới thiệu đây thì nó có tổng chiều dài kích thước như em vừa đo ấy, là chiều cao là 22, và chúng ta sẽ có một kích thước là 65cm, rất là phù hợp để các bác trang trí, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có 4 chân đồng các bác nhé, 4 góc là 4 chân đồng, thiết kế rất là sang trọng. Em xin phép được quay đằng sau và test luôn tiếng chuông để các bác cùng em thưởng âm. Bộ gông đồng 5 này, bộ máy vách rất là đẹp. Em trong quá trình quay nên em đã tháo nắp ra nhé, để tránh bị địch ngựa. Đây, còn đây là quả nắp của chiếc đồng hồ đây ạ. Rồi, xin phép các bác này em thử luôn tiếng chuông để các bác cùng em được thưởng âm luôn âm thanh của chiếc đồng hồ vai bò. Rồi, các bác vừa được thưởng thức âm thanh của bản Westminster trên một chiếc đồng hồ vai bò của thương hiệu Super Anker, đúng không ạ? Rồi, quay sau lần nữa để các bác cùng em được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tổng quan của một chiếc vai bò mang một kiểu dáng rất là uyển chuyển và đẹp nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác.